dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ, một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ. Ngày qua vừa tan mùa xuân rồi tan mùa hạ, một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa. Mây che trên đầu và nắng trên vai, lại thấy trong ta hiện bóng con người. Tìm đến cội nguồn có dòng lệ
thấm xuống hồn. Đêm đã về chưa mà nắng tắt ngang lưng trời, lá vẫn còn xanh cỡ sao lá sầu dội rơi. Về lại cô hương giữa chiều buồn nhớ thương, lệ nhỏ mắt dương khóc cha đã xa ngàn phương. Con ngỡ thời gian tuổi thơ mới như hôm nào, cha vẫn kề bên nắng mưa dãi dầu ngược xuôi. Nụ cười của con nỗi buồn nào của cha, bạc màu tóc pha để con chui bước trong gọi cha trong giấc mơ. Mưa chẳng buồn rơi mà nước mắt sao tuôn trào, con vẫn từng đêm nhớ cha xót lòng dạ đau. Dù rằng núi cao có mòn biển có dơi, trọn đời khắc ghi tình cha tha thiết êm đềm. Trong giấc mơ mưa chẳng buồn rơi mà nước mắt sao tuôn trào, con vẫn từng đêm nhớ cha xót lòng dạ đau. Dù rằng núi cao có mòn biển có dơi, trọn đời khắc ghi tình cha
chà tha thiết em đêm. Dù rằng núi cao có mòn biển có dơi, trọn đời khắc ghi tình cha tha thiết em đêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dừng chân cơm đây. Hiếu tử cung cung nghỉ bay, đất gió biên tận dị lai, gia tiết hương linh đồng pháp thực. Nam mô Mỹ hương chay Bồ Tát, Nam mô Mỹ hương chay Bồ Tát, Nam mô Mỹ hương chay Bồ Tát. Tiền sàng hiếu nữ trà chấm bao màng, sầu đoan đoan cảnh biệt ly thôn thân ngậm ngùi, chuyến đò chiều sau còn rước khách vạn lai, để rước cha đi về miền âm cảnh. Bình thân âm dương đưa bước đi thường, sống tay cạnh biệt ly đưa lắm, chơi nghĩa ơn nặng đề làm thế, xuôi nên đo bao ngày. Nay cha đã ra đi bỏ đàn con dài, nghĩ như đàn gà con
thở dài à ơi. Trước mấy nhà cha ngồi cùng con dưới trăng, tiếng hát âu ơ ru con vào giấc mộng êm đềm. Đường làng bến quê nơi chắp cánh con một ngày mai, đồng ruộng quê cha ôi tha thiết bao la đường tình. Bóng dáng cha già con nào quên được người ơi, tiếng nói nụ cười bao ngày lòng con nhớ mong, khúc hát ngày xưa đưa con về kỷ niệm năm nào. Nghẹn ngào trong tôi nay chẳng thấy bóng người còn. Cha ơi khi ấy mưa giông, con nhớ thương cha ôm con vào lòng mình cha nhớ mong. Nào ngờ hôm nay quay về đây chẳng thấy cha mình. Nghẹn ngào trong tôi ôi thương nhớ bóng người cha yêu. Dòng lệ rơi như tan nát cõi lòng đơn côi. Cha ơi đêm nhớ đêm trông, con đứng con mong cha quay về cùng con đắm trăng. Chúc lễ tang và gia đình đã thành lập xong một chương trình tang lễ mà sáng hôm nay chúng tôi có trách nhiệm tiễn đưa linh cữu cho cụ ông Đặng Văn Ánh hưởng thọ 76 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng, gồm những phần việc như sau. Và sau đây ban lễ tang cũng xin phép thông qua toàn bộ nội dung chương trình tang lễ, thời gian và công việc cụ thể cho các cấp chính quyền địa phương cũng như toàn thể quý bà con cô bác và gia đình tang quyến chúng ta được rõ chương trình tang lễ. Chương trình lễ tiễn biệt của ông Đặng Văn Ánh về nơi an nghỉ cuối cùng như sau. Vào lúc 8:40, 8:40 lễ nguyện hương. Lễ nguyện hương này là nén tâm hương cầu nguyện lần cuối cùng của tang quyến. Trong lễ nguyện hương, ban ta sẽ mời lần lượt từ hàng anh chị em bên ruột của ông, anh chị em bên vợ, quý thân gia của ông, vợ cụ, rồi các con các cháu cụ, bà con thân bằng quyến thuộc, lần lượt theo lời mời của ban lễ tang sẽ thắp cho cụ ông nén hương cầu nguyện lần cuối cùng trong chương trình lễ nguyện hương vào lúc 8:40. 9:05 lễ viếng linh cữu nguyện hương và xin có đôi lời phát biểu chia buồn đến từ đơn vị đội mai táng. 9:15 đại diện chi bộ ban dân, chi hội người cao tuổi và các ban ngành đoàn thể của ấp Cỏ Xước cũng như xã Lợi An lên thắp hương và làm lễ viếng cho cụ ông vào lúc 9:15. 9:30 bài cảm tạ của gia đình. 9:40 đội mai táng màn múa sông lân để viếng chí linh cữu cụ ông và coi như là lân dọn đường cho buổi lễ động quan. 9:50 chương trình ca tế hay còn gọi là bài ca tiễn biệt. 10:10 lễ đánh pháo hoa để trừ hết tà ma sát quỷ để tiễn đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng. 10:50 làm lễ động quan, sau đó chí linh cữu cụ ông được di quan đến nguyệt là an táng hạ nguyệt cho cụ ông vào lúc đúng 11:00. Và kính thưa toàn thể quý bà con cô bác kính mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình tang lễ mà gia đình đã kết hợp xong với đội mai táng của trại hầm Bảy Tháng chúng tôi sáng hôm nay tổ chức tiễn đưa linh cữu cho cụ ông Đặng Văn Ánh về nơi an nghỉ cuối cùng. Ban lễ tang vừa thông qua cho toàn thể quý bà con cô bác chúng ta được rõ chương trình lễ tiễn biệt. Và chúng tôi ban lễ tang cũng mong sự đóng góp ý kiến của toàn thể quý bà con cô bác để buổi tang lễ cụ ông Ánh diễn ra được đầy đủ hơn, long trọng hơn, hầu làm cho hương hồn cụ ông thấy ấm áp trong giờ phút cuối cùng để tiễn đưa linh cữu của cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt cho gia đình và ban tổ chức lễ tang, xin trân trọng đón nhận ý kiến của toàn thể quý bà con cô bác, xin gửi lời chào và xin trân trọng cảm ơn.
mến. Ông bà xưa cũng có câu: sơn trung hữu mộc, thiên niên thọ, thế thượng nan tồn, bách tuế nhân. Có nghĩa là trên vùng núi có những cây sống hàng ngàn năm, nhưng trên đời khó ai thọ đến trăm tuổi. Mời. Ngày xưa em ngã anh nắng, ngày nay anh ngã em nhắn lệ sầu. Và các tình thân bằng trụng đệ, đau lòng em tiện đưa anh. Dạ, cái hôm này là các cô, các chú đã thật sự chia tay một người anh của mình. Vì anh đã về âm cảnh, các em thì ở lại dương trần. Thủ tức nay đã chia lìa, cách biệt âm dương. Mình là anh em thân thương trọn nghĩa trọn tình, cả đời gắn bó giữ gìn bền lâu. Ông bà xưa cũng có câu: không ruột thịt nhưng mà như huyết thống, nghĩa anh em gắn bó bền lâu. Chớ thương nhau từ thuở ban đầu, tình sâu nghĩa nặng bỗng đâu chia lìa. Thưa bà con, như thường lệ, tiếp theo chương trình là nén hương xưa gia. Nhưng được sự thông tin của gia đình xưa gia của ông chiến rồi thì đã về rồi, nên không có mặt ở đây, em cháu không thành lập lên. Tiếp theo là anh chị em bà con của cụ ông đã... Theo đến từ anh chị em thân tộc, có nghĩa là anh chị em bà con. Đây là ngang hàng với cụ ông ánh à. Còn các cháu của ông thì bà Nét Tăng xin phép sẽ mời sau. Và quý cô chú nào nằm trong phạm vi là anh chị em thân tộc, có nghĩa là anh chị em bà con ngang hàng với cụ ông. Và trong giờ phút tiễn biệt, người em họ, người anh họ mình về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng ta có nén hương để cầu nguyện và tiễn biệt của ông. Xin trân trọng kính mời. Ngập ngồi trước cảnh biệt ly, dương gian âm cảnh mong gì trùng quang. Thôi đành gạt lệ tiễn đưa, nguyện cho hồn anh sớm nương bồ đề. Vợ chồng suốt mấy mươi năm đầu ấp tay gối, từng hoạt nồng ấp lạnh, từng chia sẻ ngọt bùi đắng cay, cùng chung tay nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Ngày hôm nay người chồng của mình cụ ông Đặng Văn Ánh không còn nữa, bỏ lại cụ bà Nguyễn Thị Quýt và các con, các cháu lại trên đời này. Cụ bà dâng ba nén tâm hương tiễn biệt người chồng về nơi an nghỉ. Cụ bà hứa như hồn của chồng mình trọng trách nuôi dạy các con, các cháu, cụ sẽ thực hiện từ đây trên suốt quãng đời còn lại của mình. Kính mến, ông bà xưa cũng có câu: giọt nước thì không bao giờ chảy ngược, cả cuộc đời cha dành trọn cho con, trông theo các con từng bước chân đi. Cha hạnh phúc khi nhìn các con khôn lớn. Bao năm tháng dù cha có gian lao vất vả, nhưng tình yêu thương tôi dành hết cho anh chị em của con. Chỉ mong sao nhìn thấy các con, các cháu của cha mỗi đứa được mạnh khỏe an lành, là lòng của cha vô vàn hạnh phúc. À, đâu thể sống hoài với các con, cha già như chuối chín cây, gió lai phải rụng con thời mồ côi. Em mời gia đình xá ba xá. Em mời gia đình gắn hương dùng lên. Bước tới gắn hương cho đội đi em. Rồi thượng hương xong thì mời gia đình trở ra. Cha mẹ thì quỳ trước, con cháu quỳ sau. Chúng ta lại một lượt bốn lại. Lại một lượt. Rồi chúng ta lại bốn lại. Bốn lễ này cháu sẽ tiễn ông xuống nguyện. Ông cháu mình sẽ vĩnh biệt từ đây. Nội ơi thôi đi để lại lá vàng, nội đi để lại muôn ngàn tiếc thương. Rồi gia đình mình xá lễ tự do ông dưỡng dục, nguyện cầu cho hồn cha được nhẹ nhàng, nơi dương gian cháu con vô cùng thương tiếc, chốn suối vàng xin cha hãy yên giấc mình. Em mời gia đình xá ba xá. Mời gia đình hướng hương dự lên. Rồi chúng ta thượng hương xong thì trở ra vị trí cũ.
cha mẹ thì quỳ trước, con cháu thì quỳ sau. Nội ơi, mai đây khi nó ngã về Tây, lòng con heo hắt chơi đầy. Nội ơi, con chim nó hót bên trời, nó thời mắt bảo nội đã rời thế gian. Rồi gia đình đứng lên xá lễ ba xá, gia đình mình tự do. Nghĩa mẹ như nước, ngời ngời biển trong, núi cao biển rộng mênh mông. Công cha nghĩa mẹ ghi lòng con ơi. Mời gia đình xá ba xá, mời gia đình đến hương trụ lưu. Rồi thời hương xong thì chúng ta trở ra những chiếc ngủ. Cha mẹ thì quỳ trước, tim con đau nhói, lòng con gần thắt. Nội ơi, vì con nhớ thương ông mà nước mắt con cứ mãi con rơi. Nỗi đau ông mất con buồn, tình thương của nội con mình khắc ghi. Rồi gia đình đứng lên xá lễ cha ông mình ba xá, gia đình mình tự do. Giờ tiếp theo chương trình lễ nguyện hương của các gánh con cháu ruột của ông Valentine, xin mời gánh người con gái tiếp theo. Anh còn thể với bà con kính mến của ông Đặng Văn Ánh, sinh ra có đủ con trai con gái, nhưng dù trai hay gái vẫn thương đều phụ mẫu ân dày tựa Thái Sơn. Làm sao kể hết công cha mẹ, dù suốt cuộc đời mãi mãi dư. Em mời gia đình xá ba xá, xá xong rồi gánh hương chầu lưng, bước tới gánh hương chầu lưng. Mấy em bước tới gánh hương cho ngoại, đứng thân mình gánh chầu lưng nghe em, đừng chùy tay, để ba nhấp ảnh ghi hình lại cho gia đình sau này làm kỷ niệm. Rồi gia đình chúng ta thượng hương lên hết đi, rồi chúng ta trở ra vị trí cũ. Rồi lại đi. Còn đâu chịu ngọt lặng dấu yêu, ngoại ơi, còn đang vui vẻ bữa cơm chiều. Giờ đây cháu dân hương đưa tiễn ngoại, cháu đã mất thật rồi, ông ngoại kính yêu. Rồi gia đình xá lễ bao, nhớ mẹ thương cha, dưỡng sinh ơn tợ đất trời. Cha khuyên mẹ dạy, xin nhớ lời đừng quên. Em mời gia đình xá ba xá, mời gia đình gấn hương chầu lưng. Rồi thượng hương lên hết đi, rồi gia đình trở ra. Khăn tan con chức lên đầu, áo tiền bốn lại, nguyện cầu hồn ông. Ông ơi, dương gian âm cảnh hai đường, ông đi cháu ở đoạn trường biệt ly. Rồi gia đình đứng lên xá lễ ba xá, gia đình mình tự do. Âm phủ muôn trùng đất, cả cuộc đời mãi mãi ghi ơn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mời gia đình xá ba xá, em mời gia đình gắn hương chầu lưng. Ta lại bốn lại. Thế là hết, cha sẽ rời xa trần thế. Từ bây giờ hình bóng cha sẽ bước núi mãi ngàn thu. Tiễn cha đi trong nước mắt thương sầu. Chỉnh biệt cha, cha con mình từ nay đành chỉnh biệt. Rồi gia đình mình xá lễ ba xá, rồi mời hai cha con tự do. Đã ra đi, đi thật rồi, đau lòng con trẻ lắm cha ơi. Chúng con xin cầu nguyện cùng Đức Phật phò hộ hồn cha chốn huỳnh tuyền. Em mời gia đình xá ba xá, mời gia đình lớn hơn chầu lưng. Rồi gia đình chúng ta thượng hương hết đi, rồi trở ra những cái cũ. Cha mẹ thì quỳ trước. Lại thứ nhất con xin cha về chứng giám. Lại thứ hai con xin đáp nghĩa sanh thành. Lại thứ ba con thúc nguyện hồn cha sống tiêu diêu. Và lại cuối cùng cha con ông cháu mình thương đành vĩnh biệt. Gia đình đứng lên xa lễ ba xá, rồi mời gia đình chúng ta tự do vươn về phía linh cữu, thắp cho chúng bá hậu dường mình nén hương
trước giờ tiễn biệt, xin trân trọng kính mời. Dành đi anh em ơi, các cháu cùng nhau nguyện cầu Đức Phật, xin tiếp trước hồn bác chú cậu trưởng con nay đã viên mãn cõi trần, siêu thoát hồng linh về với Phật đài, an nghỉ mãi trong cung trời tịnh độ. Rồi mời các người cháu chúng ta xá lễ ba xá, rồi chúng ta thượng hương lên cho cụ ông. Thượng hương xong thì chúng ta xá lễ tự do thôi. Bà ta xin phép biện lại các người cháu, do số lượng cháu thì đông lắm, tránh người này lại chồng lên người kia. Chúng ta thắp cho cụ ông, người chú, người bác, người cậu, người dưỡng mình nén hương lần sau cuối, rồi xá lễ tự do. Bà ta xin phép biện lại các người cháu. Thưa bà con, cháu gọi cụ ông bằng bác, bằng cậu, bằng chú và bằng dưỡng. Tuy ông không phải là người cha để sinh ra các cháu, nhưng thọ ông sanh tiền rất là thương yêu các cháu của mình, nên giờ này đây chê tán tiện vị ông, thứ lên tuổi hiện tại là các người cháu. Lần lượt mọi người thắp cho cụ ông nén hương, và cũng cùng với nhau nguyện cho cụ sớm về miền cực lạc. Chúng thưa chú bác cậu dượng, chỉ nẻo thẳng ngay hết lòng thương, hôm nay âm phủ dương gian cách, chỉ có nén hương để tỏ tất lòng thành. Cậu ơi, cậu về âm cảnh còn lâu, để thương để nhớ ngậm ngùi cháu tiễn đưa. Hôm nay đi nước u buồn, cháu rơi giọt lệ tiễn hồn cầu đi. Và thành phần tiếp theo và thành phần cuối cùng trong chương trình lễ nguyện hôm nay, ba đứa ta cũng xin trân trọng kính mời bà con thân tộc, bà con hàng xóm láng giềng, cũng như là bạn bè thân hữu gần xa gia đình của cụ ông Đặng Văn Ánh, những người mời thổi xin tiền của ông thường cách tí hoặc là cách xu miệng. Và nếu có mặt ở đây, bà Lê Tăng xin trân trọng kính mời quý bà con cô bác chúng ta dính chút thời gian bước về với chiếc linh cữu để thắp cho người bà con thân tộc, người bà con hàng xóm láng giềng, người bạn bè thân hữu gần xa của mình, người mời thổi xin tiền chúng ta thường cách tí, cách xu miệng, nén hương trước giờ tiễn biệt, xin trân trọng kính mời. Thưa bà con, ban lễ tang em cháu chẳng biết hôm ngày bà con có bác anh chị em đến chia buồn cùng gia đình với cụ ông Đặng Văn Ánh, thì bà con có bác anh chị em mình đã thắp hương cho cụ ông rồi và cũng đã cầu nguyện cho cụ ông rồi, nhưng trước giờ làm lễ đồng quan để mai táng em cháu đến đây được sự cho phép của gia đình tổ chức lên lễ nguyện hương. Lễ nguyện hương này trại hồng bảy tháng em cháu thành lập lên, chỉ mong sao trong giây phút tiện biệt mời bà con cô bác láng giềng cùng thân tộc ông, con cháu ông, vợ ông, mỗi người thắp một nén hương trước mình sửa ấm linh hồn cho ông, sao chúng ta sẽ cùng nhau tiễn ông ra phần mộ. Địa phương, kính thưa toàn thể quý bà con cô bác cùng gia đình tang quyến kính mến, chúng tôi xin được giới thiệu đây là đội mai táng của trại hòm bãi gắn chợ nhà vấn. Đội mai táng chúng tôi sáng hôm nay có trách nhiệm tiễn linh cữu cho cụ ông Đặng Văn Ánh hưởng thọ 76 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng, và trước hết xin phép cho toàn đội thắp cho cụ ông nén hương buồn tiễn biệt. Sáng hôm nay chúng tôi là đội mai táng
đến từ dinh dụ mai táng của chợ Hầm Bảy Khánh, chợ Nhà Phấn. Sáng năm nay, toàn đội cũng hết sức là buồn vui khi phải nói lời phân ưu cùng với gia đình toàn quân và nói lời vĩnh biệt đối với ông cụ Đặng Văn Ánh, mà xóm làng của chúng ta thường gọi cho cụ một cái tên thân thương, đó là ông cụ Hai Ánh. Thưa tất cả quý bà con kính mến, 76 năm qua là cái thời gian mà ông cụ Hai Ánh đã sống với chúng ta trên trần gian này. Ông để lại trong lòng của chúng ta biết bao nhiêu là tình nghĩa. Hôm nay vì số mệnh cho nên cụ phải thật sự xa rời chúng ta vĩnh viễn. Và biết rằng sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu mà mỗi con người chúng ta không ai tránh khỏi. Nhưng ở ai tránh khỏi buồn người xúc động khi phải đứng trước một hoàn cảnh phân ly tử biệt như thế này. Cho phép chúng tôi gửi đến dân tộc và gia đình cao quý một lần nữa lời thành kính chia buồn sâu sắc được sự chấp thuận của gia đình cao quý, cũng như là sự cho phép chính quyền cao cấp đội mai táng được phép trở về đây kết hợp với gia đình và chính quyền để tổ chức chương trình lễ tang và tưởng nhớ đến cụ con cụ Đặng Văn Ánh về đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Đứng trước dân linh của cụ, chúng con xin hứa, chúng con xin nguyện một lòng đem hết sức lực của mình để phục vụ cho buổi tang lễ của cụ hôm nay, và cũng không quên cầu nguyện của người thân tổ phù hộ độ linh hồn của cụ được thanh thản nhẹ nhàng về đến cõi Tây Phương Phật, để tỏ lòng thương tiếc ông cụ Hai Ánh trước khi tiễn đưa cụ và đến yên nghỉ cuối cùng. Xin phép tang gia hiếu huyến cho đội mai táng cũng được dành một phút một niệm trước linh cụ để cầu nguyện và tiễn đưa linh hồn của ông. Một phút một niệm này, chúng tôi xin phép mời bà con hãy vui lòng đứng lên trong cái thời khắc thiêng liêng này. Xin trân trọng kính mời quý vị hội vui lòng đứng lên dành một phút một niệm. Phật niệm cầu nguyện xin được phép quý đồng. Xin cảm ơn và mời toàn thể quý vị chúng ta an toàn ngồi xuống. Kính thưa quý vị lãnh đạo, kính thưa gia đình tang quyến cùng toàn thể bà con, sinh lão bệnh tử đấy cũng là quy luật bình thường của cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi. Những giây phút chia ly viễn biệt người đã khuất luôn khiến bất cứ ai chứng kiến cũng vô cùng đau đớn tiếc thương. Chúng tôi chi bộ chính quyền, chi hội người cao tuổi ấp Tòa Xước nhận được tin mong đã chút hơi thở cuối cùng với tấm lòng xót xa thương tiếc. Hôm nay chi hội người cao tuổi ấp Tòa Xước cùng các ông, các bà, bạn bè thân hữu gần xa cùng toàn thể bà con hội tụ nơi này để tiễn đưa người hàng xóm, người chồng, người cha thân thương của các con, người ông yêu quý của các cháu, để tiễn đưa linh cụ của ông Đặng Văn Ánh về nơi an nghỉ cuối cùng tại phần đất gia đình ấp Cỏ Xước, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Ông Đặng Văn Ánh sinh ngày 1 tháng 1 năm 1943, quê quán ấp Cỏ Xước, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Ông sinh ra trong một gia đình làm nông thuần túy, đồng thời ông cũng là hội viên hội người cao tuổi ấp Tòa Xước, xã Lợi An. Ông sáng viên cùng với bà Nguyễn Thị Quýt, quê quán ấp Tòa Xước, xã Lợi An. Trong thời gian chung sống, vợ chồng ông sinh được 7 người con, 6 trai, 1 gái. Hiện nay các con ông đều đã yên bề gia thất và thành đạt. Trong số các con ông có một người là chủ doanh nghiệp, 2 người là bác sĩ, 1 người là sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Đối với các con, ông là người cha mẫu mực, bao dung hết lòng vì tương lai con cái. Đối với bạn bè, người hàng xóm láng giềng, ông luôn hòa nhã nhiệt tình,
luôn có trách nhiệm trong công việc, luôn giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, được mọi người yêu thương quý mến. Kính thưa gia đình tang viếng cùng toàn thể bà con, ông do tuổi cao sức yếu, mắc bệnh hiểm nghèo nên sức cùng lực kiệt đã không qua khỏi và chút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 30 tháng 6 năm 2024, nhằm ngày 29 tháng 5 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 81 tuổi. Kính thưa linh hồn ông Đặng Văn Ánh, thế là chỉ còn chốc lát nữa thôi, ông sẽ vĩnh biệt chúng ta về với tổ tiên, để vui với sớm nắng sớm mây chiều, vui với bồng lai tiên cảnh, tình đời đứt đoạn nỗi đau không cùng. Thế là hỡi cụ ơi, cụ ra đi về với cõi vĩnh hằng, bầu trời hôm nay ảm đạm, qua lá cỏ cây thôi cười, tiếng chim bên đồi ngừng hót, dòng suối mát trong ngừng chạy, không gian bốn bề vắng lặng, hàng cây ủ rũ gian đường, bàn thờ bóng rũ thê lương, cho tàn gơi rụng ngát hương, dần trăng mây đen che phức, lạnh lẽo lối đi quanh nhà, bên sông con đò sao sát, ngọn gió heo mây dần thổi, cuốn đi chiếc lá tiêu điều, cũ đi rồi ô tịch cô liêu. Kính thưa hương hồn cụ Đặng Văn Ánh, với đạo đức của ông, bạn bè, hàng xóm, ai cũng lưu luyến tiếc thương. Vợ mất đi một người chồng yêu thương, các con mất đi một người cha kính trọng, các cháu mất đi một người ông mẫu mực. Gia đình mất đi một trụ cột vững chắc, một chỗ dựa tinh thần không gì thay thế được. Vợ không nhìn thấy chồng, con không nhìn thấy cha, cháu không nhìn thấy ông, tâm dương cách biệt. Cụ ông ra đi xóm làng mất đi một người bạn chân tình, mọi người cao tuổi mất đi hội viên tiêu biểu. Kính thưa gia đình tang viếng cùng toàn thể bà con, trong giờ phút xót xa tiếc thương vô hạn, chúng ta tiễn đưa cụ ông Đặng Văn Ánh vào cõi vĩnh hằng, thay mặt cho hội người cao tuổi cùng toàn thể bà con trong ấp, chúng tôi xin chia sẻ với gia đình nỗi đau thương mất mát lớn lao này, và tôi xin hứa với các ông các bà trong hội người cao tuổi đoàn kết thống nhất cùng nhau thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Xin kính chúc cụ ông nguyên giấc nghìn thu, mồ yên mạ đẹp, trước bàn thờ khói hương bay cọ, để tưởng nhớ cụ ông, xin vĩnh biệt cụ ông mãi mãi. Tôi xin trọng kính mời quý vị lãnh đạo, quý gia đình cùng tang quyến, toàn thể bà con có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, chúng ta hướng về linh cữu của ông. Buổi lễ viếng ông Đặng Văn Ánh ở đây xin kết thúc. Xin chúc bà con cùng cụ ông cụ bà được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Xin hết. Các ban ngành đoàn thể của ấp xã xin thắp cho cụ ông nén hương lần sau cuối. Nhan trần thơm ngát cả rừng điền, cúng dưỡng hương hồn của hội viên, cầu hương hồn sớm mau siêu thoát, về đến Phật đài dạo cảnh tiên. Và thắp hương xong, mời các chú bác bác, các cô bác dì và các thành viên công đoàn chúng ta trở ra ngồi bàn ghế, uống ly trà, ly nước, chia buồn cùng gia đình. Và kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa
thưa toàn thể quý bà con cô bác và anh chị em có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, kính mến, trước khi tiễn đưa linh cữu cho chồng cha ông của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi xin thay mặt gia đình xin kể lại vài đức tính tốt mà chồng cha ông chúng tôi làm được lúc ông còn hiện tiền trên dương thế. Và kính thưa toàn thể quý bà con cô bác kính mến, chồng cha ông chúng tôi lúc sinh tiền, ông là người đàn ông hiền lành, đáng tính. Đối chồng xóm, ông là người hàng xóm tốt bụng, luôn thể hiện tình làng, nghĩa xóm, chung tay, lá lành, đùm lá rách, sống kính trên, nhường dưới, hòa nhã với bà con láng giềng. Đối gia đình, ông là một người chồng sống toàn trách nhiệm, là một người cha, một người ông mẫu mực đáng kính, luôn yêu thương và dạy dỗ các con, các cháu của mình nên người có ích cho xã hội. Nhưng thang ơi, câu sinh bất trực trực, tử bất trực thời, và quy luật sinh lão bệnh tử nên khiến suy ông lâm phải trọng bệnh. Mặc dù thân tộc và gia đình đã hết lòng lo lắng cải chữa, nhưng vì tuổi cao sức yếu và vì số mạng nên chồng cha ông của chúng tôi không qua khỏi, đành chút hơi thở sau cùng ra đi mãi mãi về cõi vĩnh hằng, nghìn thu vĩnh biệt. Sự ra đi của ông là niềm tiếc thương vô hạn của thân tộc và gia đình chúng tôi. Từ đây và mãi mãi về sau, dù các con, các cháu chúng tôi có làm ra được tiền muôn hay bạc tỷ đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ gặp lại ông được. Và kính thưa toàn thể quý bà con cô bác kính mến, chồng cha ông của chúng tôi năm nay hưởng thọ 76 tuổi. Nhưng lúc nào thân tộc và gia đình cũng muốn ông sống lâu hơn nữa, vì ông là cây cao bóng cả, là chỗ dựa tinh thần, là trung tâm điểm của gia đình, để các con, các cháu tụ họp về đây nghe ông dạy lời hay lẽ phải. Nhưng giờ đây ông đã thật sự xa rời chúng ta, xa rời bà con thân tộc láng giềng, xa rời vợ và tất cả các con, các cháu. Đây là một sự mất mát to lớn, một sự mất mát mà không lấy gì bù lấp được. Chính thân tộc và gia đình chúng tôi đang cúi đầu chấp nhận. Và kính thưa toàn thể quý bà con kính mến, trong khi thân tộc và gia đình chúng tôi tột cùng đau khổ, thì được sự ưu ái toàn thể quý bà con cô bác, nên sau khi nhận được tin buồn là chồng cha ông của chúng tôi đã mãn thần, thì mặc dù quý bà con cô bác bận trăm công ngàn việc, thời tiết thì khắc nghiệt, có lúc mưa lúc nắng thất thường, đường đi có nơi ướt át chân trần khó đi, và đặc biệt là có những bà con ở hết sức là xa xôi, vậy mà với nghĩa trước tình sau, giữa quý bà con cô bác cùng gia đình chúng tôi, quý bà con cũng chẳng quản ngại khó khăn, tranh thủ về đây thức đêm thức hôm giúp đỡ gia đình, phúng miếu chia buồn, thắp hương làm lễ viếng, và lát đây sẽ tiễn đưa linh cữu cho chồng cha ông của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, một việc làm hết sức có ý nghĩa mà gia đình chúng tôi nguyện kết cỏ ngậm dành, không sao quên được. Xin thay mặt cho thân tộc và gia đình gửi toàn thể quý bà con cô bác và anh chị em cũng như chính quyền địa phương các cấp lòng biết ơn chân thành nhất. Và kính thưa toàn thể quý bà con cô bác kính mến, trước nghĩa tình tốt đẹp mà tất cả quý bà con cô bác ưu ái dành cho gia đình chúng tôi, thật xứng đáng biết chừng nào chẳng lấy chi đền đáp được. Vậy lát đây sau tiễn đưa linh cữu cho chồng cha ông của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng xong, tôi xin thay mặt gia đình xin trân trọng kính mời toàn thể quý bà con cô bác hãy nhịn thêm chút thời gian quý báu nữa, ở lại dùng cùng với gia đình chúng tôi một bữa cơm đạm bạc, gọi là chia buồn cùng gia đình. Sự có mặt đông đủ của toàn thể quý bà con cô bác sẽ làm cho thân tộc và gia đình chúng tôi dời đi phần nào đau buồn, sẽ làm cho buổi tang lễ diễn ra được ấm áp hơn, và chắc chắn là hương hồn của chồng cha ông của chúng tôi cũng được vui cười nơi suối vàng.
và trong lúc đang gia bối rối không tránh khỏi những điều thiếu sót. Điều này gia đình Tam Quyến mong toàn thể quý bà con cô bác chúng ta niệm tình thông cảm bỏ qua cho. Và cuối cùng, sau quý bà con cô bác dùng bữa cơm chia buồn cùng gia đình mỹ mãn, quý bà con cô bác ra về, tôi cũng thay mặt gia đình chẳng biết nói chi hơn, chỉ có đôi lời kính chúc với toàn thể quý bà con cô bác và anh chị em cũng như chính quyền địa phương các cấp khi ra về được thượng lộ bình an, dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và luôn luôn gặp được nhiều điều may mắn. Một lần nữa, thay mặt cho gia đình xin trân trọng cảm ơn và lễ phép xin kính chào. Có ông hổ bị da da, bà con thấy ông địa không? Cái ông mặc áo đỏ, cái mông tròn tròn, cái bụng hệ hệ là ông hổ bị da da. Hổ bị da da này ở trên núi xuống á, gặp tôi lắm, cũng ở trên núi xuống luôn. Bị ăn trộm nhờ hai anh em này tâm sáng đêm ăn rượu ghiền thôi cho anh cả ngủ miếng này tối nay anh em nhậu sáng đêm từ đất bự thằng ơi cho anh cả lớn tuổi ngủ miếng nhậu sáng đêm trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi con Lân Út này nó chung ác thiệt rồi bây giờ Lân cả không có ngủ được cái đá đất thì thức kia khi dậy luôn cái thức thì dậy trước bà con rồi cái đầu nó dậy sao quá phúc nghĩa trời ơi có gì nữa là bà con ơi thấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
sao sao bài cành võ cường. Con bắt cha rồi con phải mồ côi. Này chết cơm là đứa kia manh áo dạy dỗ cho anh chị em con từng cách sống ở đời. Chứ nghĩ gì riêng cho bản thân mình đâu. Bao tươi đẹp trên đời dành cho con chứ vợ. Nhìn thấy mẹ con có con đầy đủ cho mọi người là trên môi cha nở nụ cười hạnh phúc. Vậy đó cha thương con như vậy đó. Vậy mà I'm
địa nông sơn tiên cận cứ luôn cứ lẽ cần xem thế gian đang sẽ hết chu quỷ thần thiên địa ơi, con ma hoàng áp cổ phước mình bây giờ nó mua luôn cái súng M16 bắn dương tướng thọ thương quản có gì không đó ơi, cái súng đầu thần quỷ thần ơi, nó mua cái súng đầu quân súng biển rồi. Tội địa cầm cái lưỡi, cầm cái lưỡi ông cố. Tội địa ơi, trời rước đau á, chém mẹ à. Ôi trời, đánh giặc hay thiệt. Trời ơi, đánh giặc cầm cái lưỡi đút cái cán vô trong mất cái dao chơi. Địa hay quá, võ công cao. Đúc cái trái thôi mà. Trời ơi. Trời ơi. Yeah.
Chết rồi,
quá tay rồi bà con ơi, lấy cái gậy đâu. Mình chỉ lấy cái đầu của tao này nè. Dạ lên tướng ơi. Bây giờ đi ra đường chết trời ơi. Tướng ơi, tướng đâu rồi? Giang sinh tôi tha mạng cho. Giang sinh tôi tướng. Thì làm tướng mà giang sinh tôi. Giang sinh tôi. Tôi giang sinh tôi. Giang sinh tôi. Con ơi chúa hiến tôi. Tính lớn khó tướng này quá. Con đi mới, mà nhà mới đi đâu được chứ. Được chết chém mày mẹ này mày ơi. Con ơi, con chạy đây. Chạy đi đâu đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi, không thông đi. Không thông lỗi, không thông đi. Chạy hỏi tao gì. Đạm thật, lâu lắm hay đâu mày. Ôi trời. Xịt máu đầu nữa rồi. Tai biến nữa rồi. Méo cái miệng rồi. Ôi là trời bữa nay nó quạo cái gì mẹ ơi. Nó quýt thiệt luôn rồi. Ôi là trời. Nãy nói rồi á, một hồi đi vô đây nào quýt nhẹ nhẹ dùm ơn dùm bước. Ôi là trời, nó đá cái gì mà nghe. Ôi trời. Mày đâu mà bó tướng ơi. Mày coi cái đầu anh có bị gì không? Cái gì vậy? Trời ơi, đâu mà giữ trời đó tươi vậy ông cố nội? Phải không? Mà lại đi coi cho kỹ coi. Chính xác không mày? Ưa nói dốc quá. Trời ơi! Cái gì nữa? Để hẻ đường. Trời ơi, gì để hẻ ông cố nội? Vậy cái bét cái đầu luôn rồi hả vậy ơi? Mày đi lấy cái điện thoại đi, mày điện cho taxi đi. Chở anh ra ngoài bà bác sĩ Nam đi. Bà sản phụ ông nội ơi. Sản phụ hồi nào vậy? Mày hát cái đầu làm không được. Bà hỏi bà có khâu tao gọi mà. Khâu dở lắm. Vì mày lấy cái điện thoại đây mày điện cho Tô Ngộ Không xuống chợ Tán coi. Cái đầu. Ở đầu cho sản phụ. Ê. Gì đang thôi gục thôi lùi vậy nè. Cái động có ai đây? Cái này cũng có nội em để lại nè. Trời ơi điện được không? Đồ cổ đó. Đồ cổ không? Thiệt không nè. 0919909000 có. Ngay hợp nè. Tối nào điện không nè? Tao nhắn chút cho thằng đạo mệt thôi. Mệt muốn chết mày coi không sao anh nào. Cầm cái thức bản mày bấm đi. Mày nghe coi cái số điện thoại của ông nội mày để lại cho mày điện đi. Mày kêu tao sao tao điện được. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Dầu sôi nó bỏng của cái này mà nó ngon lộn cũng dính. Mày rửa rửa cái điện thoại này cái coi. Điện được không? Cái nữa coi. Thôi nó bán muối chứ vậy. Trời ơi. Gõ lên tới nóc dạp luôn. Lên cao lên. Ê. Đổ chuông cái gì rồi? Phải không? Nghĩ này trời. Hay trời ta. Ai gọi cho lão tồn đó. Con này sư phụ ơi. Gọi ta có gì không? Sáng nay đang đi quan ấp cỏ xước nè. Gặp con yêu quấy nó đánh tét bét cái đầu gãy xương sống tét xương sườn luôn rồi. Vậy hả? Sư phụ đang ở đâu? Ta đang nhà bảy khác nè. Đang làm gì chứ? Ai còn nhà với vợ bảy khác. Trời. Con nội bắt giới dữ không? Có, đi ngồi nhậu đi với ta nè. Nói nghe nè, đi qua cỏ xước nè. Chủ nhà đã nhậu có tốn tiền. Được rồi, ta sẽ đến nè. Chúng con nguyện cầu tổ chủ phụ xuống trần gian tiêu diệt ngồi yêu quái à. Lên đây chú phụ ơi. Cái mấy chị ngồi ngoài đẹp đẹp cái bắt dưới nghĩa thử ra ơi chờ đợi cái chú Quýnh ơi làm gì trời ơi quá trời à bắt tay ơi bắt tay lấy chú ơi bắt tay bắt dưới mới xuống tới ông nội này ông đi gáy hàm ăn thôi rồi ông có mời ông mà ông đi theo đi ké bắt tay trời ơi anh có anh bắt tay ơi bắt tay chị đẹp bắt tay bắt dưới trời ơi cái bàn tay gì mát rượi vậy mẹ ơi ôi đẹp dọc cho dân trời trời da đẹp quá thấy anh đẹp thấy anh đâu chồng
con cháu nhà cũng đẹp luôn. Trời ơi, đẹp quá. Trời ơi, đàn bà gái ấp mình bây giờ đẹp đẹp không ông nội ơi. Cô đang làm chung. Làm chung chị ngồi khổ luôn. Mấy chị ơi đẹp ơi. Thế là con người đẹp bây giờ tới ngồi làm chung. Có người đẹp đi. Ai ngại cái cây. Đẹp dữ lắm là đẹp đã luôn. Một năm luôn. Bây giờ sao đẹp đẹp không vậy? Ở trong lưng có một người đẹp. Lão Tư, thấy không? Về ăn này. Thấy cái kỳ đông chủ mới thấy đâu rồi. Cái này. Ai lấy? À, người đẹp kìa nó lớn phải hả? Ừ, kỳ đẹp không? Đây là chung xíu như tay lão chúng ta. Xíu đi. Nè, gỡ bạn chơi này bằng áo chết mà đâu có thèm. À, ai quấn được ai lão chung vậy? Có ai đâu? Vô thổi. Ông á, ấy là dám chọc lão chung à? Chứ đừng có chọc lão chung chưa? Ờ, ừ, hơi có ai mà bánh ông đâu? Có bao người đẹp, người đẹp. Ai? Ai? Ừ, à? Ai? Chú Minh, chú Minh. Mà sao có lão chung? Ở sao có lão chung Minh? Thấy đâu? Thấy đâu? Có thấy ai đâu? Thấy không? Thấy không? Cứ mỗi người quên cũng mãi thấy không? Thì ơi, thấy không? Cô nội quên hiếp không? Dạ, chị Minh đừng có chọc đợi chứ. Quý thần ơi. Để cho đây ăn nên nó bụng mà chứ quên. Thì đừng có chọc đợi mà. Chết tên rồi. Dạ. Dạ. Thấy gì? Bà hư. Bà hư gặp tao. Gặp ánh. Thế là con người mụn ơi cứu lỗng chơi. Ông chết chứ. Đó chứ. Cái lỗ chứ lấy cái đầu cầu. Thề lấy chặt cái giá là đầu cầu. Giết bà chứ. Đi vào nguyên số người cứu. Nghe lời cô thầy giáo mai cho đó. Chặt đầu.
Thầy chạy xin ở đâu? Cha cha ca đã lạnh, trời ơi trời, nguyên ca đã lạnh rồi, cô Thấm có quạo rồi, quạo rồi, cổ ca đã lạnh nha, bóp chạy cổ rồi, đừng bóp. Còn cô Thấm bóp, còn cho nó chạy cổ lên chưa chết đâu rồi cô Thấm. Cục gì vậy? Tồn ruột rồi hả? Tồn ruột ở đâu? Bóp chạy cổ, chạy cổ. Cục nước đá. Trời ơi, cục nước đá, cô Thấm ơi. Tha nó đi cô Thấm ơi, lỡ chưa nghỉ về rồi. Chắc đâu? Trả thù, nghĩ về rồi. Trả thù gì lắm chứ? Giết lão hả? Dội dám đánh bạn bạn của bạn. Cậu cậu giết lão nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ. Cậu chết rồi, rồi trời ơi, cô Thấm là phụ. Trời trời đánh ta. Chết luôn rồi, chết rồi, cái đít bầm luôn rồi. Trời ơi trời. Đánh gì mà cái đít lúc nào cũng bầm đen không có trắng nổi. Chết thôi. Mỗi chặt đầu. Năm chục ngàn là lão chơi đánh nhẹ nhẹ thôi. Đánh tướng luôn thầy, đánh tướng. Bỏ chạy rồi tổn cái quân, bắt cái quân. Trời đất bụi thằng. Toàn đội chú ý chuẩn bị hành lễ. Nghỉ. Ghi. Lễ bái hoàng bắt đầu. Lễ nhất ca bái. Lễ nhị bái. Lễ tam bái. Lễ thập bát tứ bái. Ở lúc cổ anh em thành mới. Cha đi rồi, cha ơi, sao đi quá vội. Nhà mình giờ còn con với mẹ. Em gái theo chồng, nghe tin buồn lòng, khóc đứng khóc ngồi. Nay thành mồ côi. Cha chẳng còn về như những buổi chiều, mẹ vẫn ngồi chờ bên mâm cơm rau. Gió cuốn lá đa lá rơi thềm nhà, mắt mẹ nhạt nhòa con thấy xót xa. Cả đời cha là gia đình nhỏ, mưa nắng dại dầu hun hút mắt sâu. Một mình cha giữa đời xuôi ngược, nay gối mềm úp mặt cha đi. Đời ai cũng trải qua, sinh tử một lần, sao ngăn được dòng nước mắt khi xa lìa tình phụ thân. Trời gió thổi buồn thiu, tiếng cha đi ngày nắng tàn, con về chân bước liêu xiêu. Con sẽ là người đàn ông mạnh mẽ, thay cha thương mẹ chăm sóc cho em. Sống tốt từng ngày như cha đã dạy, nơi chốn mây ngàn cha hãy nghỉ ngơi. Kể từ nay chẳng gặp nữa rồi, bao la bầu trời cha dõi theo con. Ngàn năm nước chảy đã mòn, cha vẫn mãi còn sống ở trong con. Thank you.
cũng trải qua, sinh tử một lần, sao ngăn được dòng nước mắt khi xa lìa tình phù thơ. Khi xưa con bé cha diều, nay trời gió thổi buồn mưa.